Ngồi ở trên máy không chỉnh được à? Dàn cày phá lâm năm chảo lắp cho máy Isaki 6300 mã lực đang có mặt tại chợ heo Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Dàn cày năm chảo máy thôi. Cái dàn xích của mình nó kéo sang bên tay trái nhiều quá anh ơi, cái này phải đi chậm thôi. Đi chậm thôi. Anh em mà xem video này thì anh em thông cảm nhé. Cái giằng xích và cái thanh chống giữa của con này nó trùng quá. Thanh chống giữa thì hơi ngắn mà cái gọi là cái hai cái giằng xích ba cái chế nó còn lỏng lẻo, chưa ghim chặt được cái dàn cày, cho nên là cái độ sâu là chưa đạt hiệu quả cao. Đây là đường cày thứ hai đi phá luôn. Anh đi cày phá nhưng mà anh đi rất là nhanh ấy. Đây là đường cày thứ hai. Máy dàn cày đang bị kéo sang bên tay trái quá nhiều là do giằng xích nó trùng quá anh em ạ. Đấy, giờ đi vào rỗng này này. Cái này á, anh ơi, về anh phải xử lý ngay cái giằng xích. Cái này là anh về anh phải xử lý ngay cái giằng xích cho nó im chặt, xong là cái thanh chống giữa của anh ấy, anh về anh nối dài nó ra. Anh chỉnh cho cái chảo cuối đẩy dài nó ra là nó ăn sâu hơn. Chứ chảo cuối bây giờ anh đi vào rỗng đi, anh đi vào đường cày thứ ba đi. Đây, bám vào rỗng này xuống sâu. Đấy, bây giờ đi vào cái đường cày thứ ba này là cái độ sâu nó xuống hơn. Cái thanh chống giữa nó chán quá anh em ạ. Chống này sâu gớm.
Đấy, như con này. Anh ơi, chờ một tí. À, dừng. Nâng lên tí, nâng cày lên tí. Đấy, mà các bác thấy cái dàn cày này nó đong đưa nhiều quá. Đây, lúc nâng lên thì cái dàn kiếm đây, hai cái dàn xích nó lỏng. Cái này thanh thông giữa này vẫn ngắn, đẩy dài ra tí nữa. Cái này anh phải chế về, chế nối dài ra. Chứ chảo đầu mà nó ăn sâu quá nó vẫn bị bay lái. Chảo cuối lại hơi gọi là ăn chưa sâu. Đấy, anh đi đi, anh đi, anh đi bình tĩnh thôi, cứ hạ hết thể lực. Cái thanh thông giữa thành trong giữa nó không ghìm được, nó ngắn quá, mà cái chảo đầu thì co hết hết thủy lực lên rồi, chỉ có đẩy thanh trong giữa ra là ok. Bụi quá. Độ sâu cũng không khớm này. Có mấy ngày đi công tác xa vào Nghệ An mà người ngợm nó chán lắm các bạn ạ. Mặt nó nhăn lắm rồi, nó già đi thêm mấy tuổi. Đất này là đất trồng mía, chỉ có mía mà thôi. Bụi quá, đất này đất đỏ. Cái dàn xích kia không ổn rồi. Đấy, cái thanh trung giữa nó ngắn quá các bác ạ. Em cầm đi cái thanh trung giữa nhưng mà nó ngắn. Để kết hợp với bác hay là cái máy của bác, hai cái dàn xích nó trùng, nó không ghìm được cái cày ở nguyên một vị trí. Bát ngàn quanh quẩn là chỉ có đồi mía thôi, mía, mía cam mít. Rất nhiều khán giả ở đầu bờ kia. Thank you.
Dạ. Tuột cái gì? Đâu rồi? Quá luôn. Đây các bác này. Hai cái dàn xích nó trùng quá. Giờ phải bẫy về đằng sau bê cày. Đây con này lệch.